chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi video của Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Trong video ngày hôm nay, Tiến Dũng xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một số các dòng loa Bow cao cấp vừa cập nhật tại shop và các dòng âm ly Denon cao cấp đến từ Nhật vừa cập nhật tại shop. Quý vị và các bạn quan tâm sản phẩm hãy liên hệ với Tiến Dũng theo một trong hai số điện thoại trên màn hình. Shop Tiến Dũng Audio Sài Gòn có địa chỉ duy nhất tại số 115/34 đường Nguyễn Văn Quá, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, ngay gần cầu Tham Lương. Shop mở cửa tất cả các ngày trong tuần theo giờ hành chính. Trong video này, đầu tiên xin giới thiệu đến quý vị và các bạn những dòng giải mã DC cao cấp chuẩn Hi-Res Audio vừa cập nhật tại shop. Đó là những chiếc đầu giải mã DC hàng chính hãng. Tất cả các sản phẩm này Tiến Dũng phục vụ quý vị và các bạn là hàng chính hãng và hàng đạt chuẩn Hi-Res Audio, âm thanh chất lượng cao. Với những thương hiệu lừng danh chuyên về giải mã DC như là Fio, như là Tobin, như là iFi. Đây là những sản phẩm cao cấp giải mã âm thanh chuyên nghiệp chuẩn Hi-Res Audio, giải mã lên đến 32 bit. Chúng ta có thể kết nối những sản phẩm này với TV, với điện thoại, với máy tính để nghe nhạc và hát karaoke. Đây là những chiếc đầu giải mã DC sẽ thay thế hoàn toàn những chiếc đầu đĩa CD, những chiếc đầu 5 số và thay thế luôn cả những chiếc đầu MD tích hợp giải mã DC chuyên nghiệp của Nhật, vân vân. Quý vị và các bạn quan tâm sản phẩm và cần tư vấn thêm hãy liên hệ với Tiến Dũng theo một trong hai số điện thoại trên màn hình. Đầu tiên trong video này xin giới thiệu đến quý vị và các bạn mẫu loa Bow 901 Series 6. 901 Series 6 là một cặp loa có cấu hình rất khủng của thương hiệu Bow đến từ Mỹ. Cặp loa 901 Series 6 sử dụng đến 9 cái loa toàn giải trên một thùng. Quý vị và các bạn đang thấy mặt sau của mẫu loa Bow 901 Series 6. 9 cái loa toàn giải loại 12cm. Cặp này vừa về ngày hôm nay, tình trạng hàng Mỹ được Việt Kiều gửi máy bay về, rất đẹp. Đây là những sản phẩm do bạn hàng của Tiến Dũng tuyển chọn trực tiếp từ Mỹ chuyển về. Phần vỏ thùng gỗ lạng còn vàng óng, rất đẹp. Và phía trên này là một chiếc Acti Equalizer Zin 901 theo máy. Cặp loa được sản xuất tại Mỹ. Với mẫu loa này có công suất là 450W trên một thùng, trở kháng 8 ohm. Phía mặt sau có 8 cái loa và phía mặt trước có 1 cái loa. Quý vị và các bạn đang thấy mặt trước của mẫu loa này. Dòng loa này cho tiếng mạnh mẽ, bass lực mạnh, trung âm sáng rõ, tiếng chép của nó vừa thôi. Anh em nào thích tiếng chép len keng thì đây không phải là một sự lựa chọn. Tuy nhiên đây là dòng loa cho tiếng trung âm và tiếng bass, không có đối thủ trong tầm giá. Mẫu loa này với tình trạng riêng nguyên bản, hàng tuyệt đẹp, series trùng số đúng cặp, mức giá 21 triệu. Tiến Dũng bao zin, bao đúng hàng Mỹ xịn, chưa qua sử dụng tại Việt Nam. Phía trên này xin giới thiệu đến quý vị và các bạn là hai cặp loa Bow 701. Đây là bản hai lỗ hơi vừa cập nhật tại shop. Vỏ màu đen và vỏ màu xám. Hai cặp này có thông số kỹ thuật hoàn toàn giống nhau, chỉ khác về màu sắc. Mẫu loa Bow 701 bản hai lỗ hơi được sử dụng hai loa xúc bass ở phía bên trong, loại 20cm. Phía đằng trước một lỗ thông hơi và phía đằng sau một lỗ thông hơi. Loa này có mang theo nữa là một loa mic loại 16cm phía bên hông và hai loa chép giấy loại 6cm phía mặt trước. Mẫu loa này được trang bị đến 5 bóng đèn bảo vệ loa, rất an toàn cho loa. Hai cặp loa được bạn hàng của Tiến Dũng tuyển chọn rất đẹp, zin nguyên bản, series trùng số đúng cặp. Đây là hàng Mỹ sản xuất tại Canada. Tất cả các dòng loa Bow 701 đều là hàng Mỹ sản xuất tại Canada, hãng không đặt nhà máy ở các nước khác. Rất đẹp, series trùng số đúng cặp. Đây là một vết sơn nước ở bên Mỹ. Đây là thùng loa bên đây. Mẫu loa này phù hợp cho việc nghe nhạc và hát karaoke gia đình, phù hợp cho các không gian tầm trên dưới 40m2. Quý vị và các bạn có thể sử dụng để nghe nhạc đa thể loại và sử dụng để hát karaoke. Những mẫu loa này quý vị và các bạn có thể phối ghép vào những dòng âm ly của Denon cỡ như 1500 SE, cỡ như 2000 Bala Mã trở lên
Cái dòng có công suất nguồn trên 200W đều có thể chơi tốt. Quý vị và các bạn cũng có thể phối ghép vào các dòng Man Power cục đẩy công suất có công suất ngõ ra tầm 300W trên một kênh là vừa. Loa này có công suất là Maximum Input Power 400W trở kháng 8 ohm. Tiếng của nó lực mạnh rất hay. Mẫu loa 701 được hãng được các anh em chơi audio mệnh danh là vua của tiếng bass. Với bản màu xám thì giúp đang phục vụ với tình trạng zin với bản. Series trùng số đúng cặp, hàng tuyệt đẹp, bao zin, bao xịn. Mức giá 25,5. Và phía bên đây là cặp màu đen đẹp như nhau, mức giá 25 triệu. Phía dưới này xin giới thiệu đến quý vị và các bạn những chiếc âm ly đàn ông cũng vừa được cập nhật tại shop ngày hôm nay. Phía trên cùng đó là đàn ông 1500SE sử dụng 4 sò MOSFET, công suất nguồn là 295W. Đây cũng là một đối tác rất tuyệt vời của 701, hoặc các dòng 601, các dòng 301, 401, 501 của Bow đều chơi rất tốt. Mức giá của chiếc này là 15 triệu. Quý vị và các bạn không lấy remote điều khiển từ xa thì Tiến Dũng sẽ bớt 500 ngàn, còn lại 14 triệu 500. Phía dưới này là một chiếc có cấu hình tương tự nhỏ hơn một chút, đó là 1500AE, điện 100V, công suất nguồn 250W. Phía dưới nữa là một chiếc âm ly đàn ông 1500R, điện 100V, công suất nguồn 250W. Hai chiếc này có cấu hình hoàn toàn giống nhau. Mức giá của chiếc AE là 10 triệu 500 và của chiếc R là 12 triệu. Phía trên cùng là 1500SE, cấu hình còn lớn hơn một chút, 295W công suất nguồn. Tất cả đều được sử dụng 4 sò MOSFET công nghệ Ultra High MOS độc quyền của thương hiệu Đàn Ông. Đây là các dòng sản phẩm mà hàng bãi tuyển chọn do bạn hàng của Tiến Dũng tuyển chọn trực tiếp từ Nhật về. Phía dưới này là một chiếc âm ly Đàn Ông nữa. Tiến Dũng đang giảm giá chiếc này một chút do chiếc này về có bị chảy nhẹ ở đây. Chúng ta thấy nhỏ hơn móng tay út ở đây. Đàn Ông 2000 ba la mã, chiếc này với công suất nguồn lên đến 275W, máy sử dụng 4 sò MOSFET công nghệ Ultra High MOS. Ở đây có chảy nhẹ một chút. Điện 100V, công suất nguồn là 275W. Đây là một chiếc âm ly cho âm thanh rất hay, phối ghép được nhiều dòng loa. Cái dòng loa của Pioneer, Bass 30 của Bow, cái dòng JBL 4311, 4312 đều phối ghép rất tốt. Mức giá thông thường của chiếc này là 19 triệu. Và trong video này chiếc này có chày một vài chỗ rất nhỏ ở đây. Thì Dũng giảm 1 triệu 500 ngàn, mức giá chỉ còn lại 17 triệu 500. Quý vị và các bạn không quá cầu toàn về hình thức thì có thể lấy con này, giá mềm hơn đáng kể. 17 triệu 500 cho chiếc đàn ông 2000 ba la mã bị chảy nhẹ. Phía trên này là một chiếc đầu giải mã DC thì Dũng đang sử dụng để test âm thanh. Đó là chiếc Tobin D30 Pro. Đây là một chiếc đầu giải mã DC âm thanh chất lượng cao, đạt chuẩn Hi-Res Audio. Chiếc này với thiết kế toàn thân phay nhôm rất nhỏ gọn, nhìn rất xinh. Màn hình LCD phía mặt trước. Chiếc này chúng ta có thể kết nối với cổng optical của TV, cổng USB của máy tính, cổng Coaxial của đầu đĩa và xuất ra ở hai cổng, cổng RCA và cổng ba lăng. Nếu như anh em có hai dàn âm thanh thì chúng ta có thể kết nối cùng một lúc đến hai dàn cho âm thanh rất tốt. Chiếc này sử dụng đến 4 chip giải mã DC, mức giá 9,2 triệu. Đây là hàng mới nguyên hộp, bảo hành 12 tháng, lỗi 1 đổi 1. Các dòng sản phẩm giải mã DC, nhạc chất lượng cao, tất cả Tiến Dũng đều phục vụ là hàng chính hãng, lỗi 1 đổi 1. Quý vị và các bạn sẽ hoàn toàn yên tâm với các dòng sản phẩm hàng chính hãng. Với các dòng sản phẩm như là Tobin, như là Fio, như là iFi thì trên thị trường còn có cả một nguồn hàng nữa, đó là hàng sách tay. Mức giá có rẻ hơn vài trăm ngàn nhưng về việc hậu mãi thì sẽ rất thiệt thòi cho các anh em lỡ mà nó bị lỗi. Quý vị và các bạn muốn hát karaoke với dàn âm thanh như loa 701 Tiến Dũng vừa giới thiệu thì có thể ghép thêm một chiếc vang, hay còn gọi là chiếc mixer. Với chiếc vang Misao model MX16 Tiến Dũng đang phục vụ với mức giá chỉ 3 triệu 600 ngàn. Chiếc này mức giá chính hãng khoảng trên 4 triệu.
Hàng mới, chính hãng, bảo hành 1 năm, hàng Made in China. Chiếc này cho âm thanh rất tốt, phân khúc giá bình dân, khả năng chống hú tốt và rất dễ lắp đặt cũng như là cân chỉnh. Phía trên này thì chúng còn có các dòng loa Bose nữa, ví dụ như là 301 Series 4 mức giá 9,5, 301 Series 2 vỏ vàng mức giá 10. Các dòng như là Bose 201 Audio Video Monitor mức giá 5,6 triệu. Quý vị và các bạn quan tâm sản phẩm hãy liên hệ với Tiến Dũng theo một trong hai số điện thoại trên màn hình. Cuối cùng, Tiến Dũng xin kết thúc video ở đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mến chào, tạm biệt.